nghĩa giấc mơ thấy con rắn đen. Để hiểu rõ những điềm báo của giấc mơ thấy rắn đen, bạn cần phải chú ý đến những chi tiết khác trong giấc mơ. Cụ thể có một số trường hợp như sau: bạn nằm mơ thấy rắn đen cắn người khác. Chắc hẳn ai cũng sẽ vô cùng sợ hãi nếu như thấy mình đang bị rắn cắn. Tuy nhiên, điềm báo ẩn chứa sau giấc mơ này lại không xấu như thế. Các chuyên gia giải mã giấc mơ cho rằng giấc mơ này ngụ ý bạn sẽ gặp được những điều trôi chảy trong vấn đề công việc, sự nghiệp. Đồng thời, may mắn và tài lộc cũng đến với bạn nhiều hơn, dễ dàng hơn. Chúc mừng bạn với giấc mơ khá đẹp này. Mơ thấy hai con rắn đen cuộn vào nhau. Giấc mơ thấy lại liên quan đến gia đình cảnh báo bạn hãy cẩn trọng và cố gắng vun đắp tình cảm gia đình mình hơn nữa. Khả năng lớn đang có một người muốn chen vào mối quan hệ của hai vợ chồng bạn, gây bất hòa, xào xáo trong gia đình. Vì thế, hãy dành sự quan tâm và sẻ nhất định với bạn đời cùng để không khí hai người luôn vui vẻ. Nó có thể gặn nứt bởi điều gì? Nằm thấy rắn đen ăn thịt đồng loại. Hãy cảm thấy nhẹ nhõm nếu bạn mơ thấy giấc mơ này, bởi sự bực bội mà hay ức chế của bạn trong thời gian qua sắp được giải quyết trong thời gian nhất. Đồng thời, những vấn đề khó khăn công việc cũng sẽ đi một cách nhẹ nhàng. Có thể xem đây là một bước tiến để công việc và cuộc sống bạn thật hơn. Mơ thấy rắn đen đuổi mình có điềm báo gì? Nếu trong hình ảnh này hiện trong giấc mơ bạn thì hãy cẩn thận. Những thị phi và tai xung quanh bạn sắp xảy ra, cẩn trọng từng lời nói hay hành của bạn để tránh tai bay quả gió. Thật kỳ lạ khi bạn nằm mơ thấy một con rắn vừa đen vừa trắng trong giấc mơ, đúng không? Rất tiếc phải nói rằng điềm báo của giấc mơ này không hề tốt lành. Có lẽ cuộc sống hay sự nghiệp của bạn sắp tới sẽ có nhiều bất lợi và khó khăn. Đừng vội vàng, hoang mang và hãy bình tĩnh xem xét lại mọi việc và tìm ra phương hướng giải quyết ổn thỏa, tránh để mọi việc nghiêm trọng hơn. Dưới đây chúng tôi đã tổng hợp giải mã giấc mơ cho bạn những con số may mắn tương ứng với giấc mơ rắn màu đen. Mời các bạn tham khảo. Mơ thấy rắn đen cắn 04-19-39. Mơ thấy rắn đen rượt đuổi 33-82. Mơ thấy con rắn đen ăn thịt đồng loại 73-88. Mơ thấy rắn đen hút trắng hút đen 02-19-64-77. Mơ thấy rắn đen chui vào người 94-89-00-61. Thực tế, những điềm báo trong giấc mơ chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn cũng không cần quá lo lắng hay căng thẳng nếu những thông tin về ý nghĩa giấc mơ thấy rắn đen